Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì các bạn sẽ cùng mình bóc những cái hộp giày không như thế này nhé. Những cái hộp giấy không như thế này ra để bán đồng nát mọi người nhé. Đấy, những cái hộp như này thì mình sẽ không sử dụng đến nữa. Mình sẽ bóc ra để bán mọi người. Cái hộp này thì mình không sử dụng đến nữa, mình sẽ xem ra. Bìa giấy này mình sẽ bóc ra. Bê một lần nhiều nhiều ở đây thế nào? Ủa giời, nó sẽ gọn mà như thế là mảnh bê tưởng lưa tưởng la này ra. Đấy, bắt như này thì bằng nhau à. Hết chưa? Được. Đấy, để đây được rồi. Kéo cửa vào. Có đỡ bụi trong nhà, có đứng đấy làm gì, ngóng ngóng cái gì?
bóc những cái hộp giấy vào để gom vào để bán rồi nhé các bạn. Những video của mình, các bạn nhớ like, share, subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau. Xin chào.